Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. À. Chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đây em 30 tuổi rồi mà Mà cũng em bị chưa dục lắm. chưa có gia đình, Dạ em chưa. chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ nhưng lại ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ủa sao mày mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có một lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào Thế em cầm cái em gì cầm trên cái tay? câu cờ. Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá Đúng hả, không Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc ạ. Đây là cái biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa ạ? và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển Hay đảo. quá. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành trình của trái tim thì cũng để tặng thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. À, anh hiểu vâng. rồi. Em xin cảm ơn chị. Xin dạ. Thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin rồi, chị cảm ơn em. Chào các chị. Dạ vâng ạ. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng dạ rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ chồng son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân. Hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Ông Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Vâng, em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật, thì sau khi mình đã check xong gọi là có tư liệu, có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên boong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình. Là em chưa. Chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Thế thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu. Thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa 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 đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy
thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó. Thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập, nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày tức là mà nhau. Cái 10 ngày đó nó lại có những, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó, nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba, chỉ có gặp nói mà nói thôi, đúng không? Tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ, chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng lại lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Có không em? Sao lại vợ em lại sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng rồi. Đúng không? Mà thế bảo vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm được cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lãng, nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư, tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời coi như là mình gặp nhau thế vui vui, còn nếu không thì thôi quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Em lại xong cái chuyến lên bờ xong là thời gian là đi qua bờ. Em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về, và em không biết nhà ông to, ủa to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu? Em mà biết thế em còn tấn công sớm hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á, rồi vận may nó sẽ tới đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78.
hai cái số nó đã thất bát, bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đã nói. Thế sao rồi lại đuổi lại tứ hành xung? Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn định vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi? Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nghĩa là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn á, là 32 tháng, đang học mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Hai đứa gái. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ bà ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì thực ra em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, thế nên không phát hiện ra điều này. Ôi ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may là em mặc dù kiên định nhưng nếu mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say goodbye. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đó không phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Có thật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm mấy người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái có cái mới sinh á là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo cả em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. Chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? Không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không nghe nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. Trường phái trừu tượng đấy là đấy, chị thấy ông, không? Ông phải ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông vẫn phải nói lòng vòng suốt ngày. Ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế, sao quần áo cứ vứt ra đây thế, con cái nó lớn rồi thì nó học theo con gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo rồi. Chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp ba lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho một bữa. Mặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy. Của gia đình ngon, nóng, sốt. Rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà
bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không gì cả. Cô nghe không cô like. Cô nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Là hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Em xin phép hãy chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này. Chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Sau. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Dạ, em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn đồng nhà, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi, vậy đó hả? Anh này đầu hoa lắm. Dạ, rồi nhắn tin, rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải cứ con đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ luôn. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Lê Hoàng Thái ạ. 24 tuổi, quê ở Tiền Giang. Tiền Giang, công việc em là gì Thái? Dạ, kinh doanh tại nhà, buôn bán giày dép về tại chợ. Giày dép đúng không? Dạ. Còn vợ Thái? Dạ, em tên là Bùi Nhã Phương ạ. Năm nay em 23 tuổi. Em là hiện tại nghề của em là nhân viên, và em đến từ Tiền Giang. Biết rồi, nhân viên văn phòng đúng không? Dạ, nhân viên sale. Em là 23, còn Thái là nhiêu ta? 24 rồi. 24, dạ. Quá trẻ đúng không chị? Hai em quen nhau lúc nào? Dạ, tình cờ cũng vợ nhắn tin trước, rồi thấy em nhắn tin trên mạng cho em, hỏi em sao mới quen cô kia mà lại chia tay trong có 2 ngày thôi. Mà vợ em thấy em chia tay 2 ngày rồi, vợ em nhắn tin cho em như là ý là cô em đó. Nhưng mà là nhắn tin trên Facebook hay là trên cái trang? Dạ, Facebook. Facebook. Em vô trong trên Facebook á, nó có cái hội là FA. Thì tình cờ em cũng vô cái hội, rồi cô này cũng vô một cái hội đó. Đó thấy em. Phải đù. Hội FA đó. Mà em ấn tượng gì ở anh này mà em an ủi anh vậy? Dạ, ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Đen mập mà còn dơ nữa kìa. Thế còn em thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên gặp vợ người rất là kiểu như dễ thương, kiểu nít lắm. Quá ngon luôn. Dạ, dạ đúng rồi, nói như cơ mà nói luôn nhìn như bế đúng không? Đó, rồi sao? Gió đổi chiều đúng không? Dạ. Em là người cua cô này trước. Quyết liệt luôn. Quyết liệt luôn. Bao lâu thì em gọi là chính thức là cho anh này gọi là công khai yêu đương với mình? Dạ, khoảng một tháng sau. Một tháng sau rồi. Dạ. Bạn gái cũ có biết không? Không biết rồi. Đó. Là cái bạn gái chia tay rồi đó phải không? Dạ. Là bạn biết rồi, bạn có nói gì không? Dạ, cũng kêu rồi quay lại rồi nhắn tin thì
bà này thấy rồi cứ bắt đi đâu cũng có với nhau vậy đó, chứ không có đi đâu được hết. Lúc mà ở bên nhau thì không có gì hết, thấy anh này thương mình thật lòng với mình. Nhưng mà tới lúc thời gian mà đi học ở trên Sài Gòn, anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu qua lắm. Dạ rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân, cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải cứ con, không phải con nhắn, nhưng mà cũng như là hai anh em trong nhà nằm vậy nè, con mới ngủ mới lấy điện thoại nhắn cho con bạn của bạn. Rối mà xưng con luôn. Rối quá. Rối quá. Rồi sao em. Rồi bà này quần nguyên một đêm khóc ngủ không được. Hay gặp bà đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Thiệt không? Đòi tự tử thiệt không? Thiệt. Hay hù. Thiệt chứ. Tại gần cầu tính nhảy thiệt luôn. Em biết không? Em biết là nó đòi tự tử không? Dạ biết à. Lúc đó thì điện thoại thì thuê bao. Rồi mẹ điện thoại lại năn nỉ kêu cho cơ hội đi. Rồi lúc đó bỏ đi. Xong rồi cái em mới chịu cho thêm một cơ hội nữa. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ đâu. Bị gạt rồi thấy quá. Thấy chưa? Trời ơi. Bây giờ mới khui đúng không? Dạ, bây giờ mới biết. Rồi đến bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ, quen khoảng tầm 3 đến 4 tháng xong rồi hai bên gia đình nói chuyện xong rồi mới đám hỏi. Là sao cái bữa mà đòi nhảy cầu? Dạ đúng rồi. Là sợ rồi dạ. Cưới luôn đúng không? Là dạ, về là anh này sợ mất là em. Nói chung là đám cưới xong về rồi bây giờ là cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy chứ sao? Lắc đầu, lắc đầu. Dạ đám hỏi xong là bắt đầu lòi đuôi ra từ từ. Tại vì đám cưới mới lòi mà giờ đám hỏi là lòi rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Mà lộ cái gì, lộ tật xấu hay sao? Ông này chơi gà mạn lắm. Gì hả? Chơi đá gà mạn á anh. Chơi đá gà. Dạ. Chơi đá gà. Ở miền Tây á, dễ bị lôi cuốn vô mấy đó. Giờ còn không? Dạ hết rồi. Hết liền chứ. Dạ. Hết gà mạn thôi. Nhưng mà hôm đọc ngồi quanh cúp thì lại chơi nữa. À, tới banh mạng. Cầm xe mới mua cầm luôn. Em mới giận quá, sao em xin ba với mẹ đi về dưới ở vài ngày. Tức quá về, kiếm làm đơn ly dị luôn. Chụp hình gửi qua ông này, nói chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị ra tòa là ký tên đi. Rồi em làm cách nào để mà cô ấy cho tới bây giờ vẫn còn chưa có ly dị? À, lúc đó thì cũng thuyết phục dữ lắm nhưng không chịu. Con thấy sao mọi lần là không có đến nỗi mà viết đơn, làm mướn luật sư, tính in ra photo, ra tờ giấy này căng rồi đó. Em mới chạy xuống nhà luôn. Cái bà thấy em như nhớ em sao á. Em chạy ôm cái như khóc ngứa nước mắt rồi kia nọ, nói anh nói anh không bỏ, anh không nói không chơi cậu bạn nữa. Em khóc à? Dạ em tức khóc. Là nhớ đáng lý là kiên quyết ly dị rồi tức, dạ đúng nhưng rồi. Mà tuổi. Gặp mặt dạ. Cái á là làm như nhớ quá rồi, thương tại vì vẫn còn thương mà đó. Giờ kể là còn thấy rơm rớm nước mắt luôn rồi. Dạ tức lắm. Nhưng mà kể từ đó về sau là tất cả những gì em nói cho em góp ý là anh có nghe không? Dạ anh cũng nghe là ha. Giờ thì không có thấy còn chơi gì nữa hết. Thiệt không? Dạ thiệt. Hồi nãy giờ cô vợ cũng nói nhiều quá, bây giờ cho phép em đó. Đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ em không. Tật xấu thì có một rồi mà xong bây giờ kêu sửa được không? Tật gì vậy? Ngủ mà ngáy là thôi, khỏi chơi. Cái đó đâu phải xấu. Ngáy đâu phải tật xấu đâu. Cái đó ai muốn đâu. Ảnh còn ngáy hơn vậy. Ảnh ngáy mà em nói anh không tin. Nếu mà ngủ nửa đêm phải bật điện thoại lên anh quay lại. Sao rồi quay ngày sau không dám coi. Đó, đi khui ra làm chi để cho mình bị khui lại đúng không? Có tật xấu nào nữa không? Có bạo lực, có đánh đấm gì không? Vợ em mà võ nghề rồi. Học võ từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà quýnh chồng thì chưa. Quýnh đây trời. Vợ là học võ hả? Dạ. Ồ, võ gì? Dạ học karate ạ. Trời ơi. Wow. Bởi em cũng đâu có dám đụng đâu. Khi chửi là làm gì là em chạy dưới rồi. Đâu em đứng lại. Rồi nó nghe nè. Vợ có nhõng nhẽo rồi. Có thường xuyên sai việc mình không? Dạ sai là khỏi chơi. Mỗi buổi sáng hay dậy làm. À, phải rửa chén quét nhà là bà này á, thì hẹn giờ 6 giờ 8 giờ cho mới về, phải 6 giờ phải dậy đặng rửa chén lau nhà. 6 giờ đồng hồ kêu em dậy không, anh dậy, anh ơi dậy. Rồi em quét nhà rửa chén giặt đồ phơi đồ hết, bà thì nằm trong bà ngủ. Gần 8 giờ cái bà chui ra, em thì vô ngủ. Lát về cha nói em nằm ngủ không còn nhiên phương làm.
khôn, dễ sờ khôn. Trời ơi. Rồi cha em chửi, chửi như nói trời ơi cái thằng này nó ngủ như con mối chúa vậy. Trời ơi, vậy cha là cha ruột không phải không? Cha ruột. Mà thật chất là em làm không cha em đâu biết. Mà hồi đó giờ cha có hiểu không? Dạ chưa hiểu. Tới bây giờ cha mới hiểu. Cha mới hiểu nè. Hả? Dạ không có. Có biện hộ gì không? Ảnh lười lắm. Thường ngày ở nhà thì cha mẹ kêu làm gì ngớ, chịu làm mà không chịu làm. Đợi sai, chửi, rồi cái mấy chịu là xách đi làm, mà vừa làm mà vừa nói nhảm nhảm gì trong miệng á, không biết nữa. Lèm bèm á. Bây giờ kể tật xấu luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Nói xạo lắm. Thường ngày em đi làm em mới điện thoại về, anh đáng đâu vậy? Anh đang ở nhà nè em, anh đang phụ làm giấy số với cha là chắc là đang đi nhậu. Xong rồi tới dần đi đi làm xin rước em về á thì bắt đầu em ngồi ngoài sau. Anh ta sợ em nghe mùi rượu đây, anh ta nhai sinh rơm. Mà nhai sinh rơm là ngoài sau nó càng bốc ra mùi rượu nữa. Cái bắt đầu hỏi, đi nhậu phải không? Thì đi uống với chú Út có mấy ly à. Có khi nào ổng nói xạo mà tức quá cũng như là bùm luôn không? Có. Đầu kể nghe chi tiết coi. Đặt đó là mùa Tết thì mùng 3 nhà mẹ cúng gà, anh ta đi ra ngoài. Cái anh ta nói dạ anh đau bụng quá anh đi, mà trong khi đó anh đi lên nhà anh ta, anh chơi bồi cua cá cọp, bỏ em ngồi dưới nhà ngoại á. Em tức quá, nói, em nói bụng mà em đợi rồi, mẹ đợi ở nhà nữa anh đi đâu. Tức quá em tán cái bóp vô mặt. Cái anh nói hồi đó giờ chưa có ai quýnh tao, chưa cha mẹ tao chưa tán tao vô mặt. Lúc đó hơi tức, hơi giận, hơi nóng không, nói vợ không thương tự nhiên tán. Rồi bây giờ có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ muốn anh bớt ở dơ lại, bớt bày hày lại, tự giác làm mà không đợi sai rồi biểu nội. Tại vì nhà có một mình ảnh con trai nên ảnh sau này cũng là trụ cột của gia đình, thì sau này ba mẹ già thì ảnh cũng phải tự làm và tự lập chứ không có nhờ ba mẹ nữa. Hiểu tình ý của vợ hiền mình chưa? À, hiểu rồi. Còn bây giờ mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ quan tâm em xíu nữa thôi. Ủa chứ giờ chưa quan tâm luôn hả? Dạ. Dạ, rất quan tâm. Như là quan tâm mà không tới thôi. Như ví dụ dạ. Như anh ơi ăn cơm hay ví dụ gì thôi. Nhưng mà không có thiệt tình lắm. Không có thiệt tình. Dạ. Thì đôi khi đi làm về mệt. Rồi vậy là em bị buồn á, em mặc cảm, em dạ. Tự kỷ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là vì vợ em quá nhiều việc đúng không? Dạ đúng dạ. Rồi. Thành ra là theo lẽ nhìn ta nói là anh ơi xuống ăn cơm đi, ví dụ vậy. Dạ. Thì giờ như chồng là chồng muốn là chẳng hạn nhìn nó thấy chồng chưa xuống hoặc là ấy thì nó anh xuống đi ăn cơm, ví dụ vậy, nắm tay xuống. Dạ, đúng không? Dạ. Chưa phải nói lời đúng không nè. Dạ. Thì cái đó cũng đâu mất thời gian đâu. Bởi vì ông bà mình nói đúng á, lời nói không mất tiền mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Nói sao để mà cho vừa lòng nhau. Thì đó là cái chuyện của vợ, nhưng ngược lại chồng phải để cho vợ cảm giác á là chồng quan tâm tới vợ và hiểu được cái việc mà vợ đang làm. Dạ. Phải chứng minh cho vợ thấy là bây giờ mình thay đổi rồi. Đúng chưa? Những cái đó không phải là đam mê của mình nữa rồi. Thì bây giờ thực hiện lời hứa đi. Đó, đứng lên hứa cái đi. Để cho vợ an tâm cái đã nha. Anh hứa em từ nay về sau là anh không có dư dẫn gì tới mấy cái đó chị ăn chơi nữa. Anh sẽ phụ em làm nhiều hơn. Rồi. Hứa nha. Rồi, đáp lại bằng nụ hôn để cho ông chồng khoái chứ trời ơi. Wow. Rồi xin chúc cho các em sẽ luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Và mau chóng có được một cái tin vui ha. Dạ. Bây giờ xin dạ. Như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì xin cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Ừ. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà cột sòn nó cấn nó vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi. Em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ quận 12. Em làm bên nail ạ.
Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Ấn tượng đầu tiên dạ ổng là mình chỉ cảm thấy ghét. Sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó là vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ. Vợ em vừa xuống là em hốt, đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy con nít là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịt là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Đi hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang rồi ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao cái chỗ này là thiệt. Chỗ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn, được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua 2 vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền chứ còn có đường về nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì thôi. Cái đó không sao đâu, bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng? Một phòng thì mấy giường? Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17. Vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Vô phòng xảy ra hay không? Có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Chuyện gì đến anh. Rồi sao đó làm sao? Sau khi nó về là em mới bắt đầu em... hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ổng mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ổng cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Phải nói là em mới bắt đầu, em bắt đầu yêu ổng. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Lúc đó em sợ xin... là em giữ không được. Đúng, đúng không? Vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói anh ơi,
em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Cũng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Rồi dạ. Sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi, nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt các bà không biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn đi vậy thì tự đi một mình đi. Lúc em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, không còn biến cố nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia. Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, mà cái sự việc là dạ, có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi đúng mà đám rồi. Cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Trời, em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ dạ, rồi. Bây giờ mà giấy mà em viết là cầm giấy không hết. Dạ thôi, nhiều giờ mình lấy lắm. Cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi, dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng. Cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó. Tại nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời dạ. Vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý hồi do trước gì? Khi mà yêu em á, là bao vậy. Nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi không? Hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nữa, chú ơi chú Hương Diệu nó đâm con này kia. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi em một cái, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có dao cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Ông hồi trước thì cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ông có cái tính này đó nè, là dặn ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Vậy đó, nói không đi nữa thôi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em ủa, thì đâu mà rất là ở sạch xấu rồi. Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi. Còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi.
Nhờ Liên nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Lắm. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ thấy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của ảnh thì em chịu được, có trong khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn, nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi đó thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bả kiếm được em. Bả mê, giống như bả nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bả tắm, bả ra bả quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú bả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ, hiện bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây, chứ không đây cua đây nha. Trời ơi. Cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bả kiếm được em. Bả mê, giống như bả nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Không nhầm thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng gì đó. Mà không biết sao nhìn ra được em. Có đúng không Nguyên? Dạ, chắc duyên số anh. Mà sao? Cái sao trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Không, biết sao không? Thực sự có cái gì. Em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo cũng quá. Hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời, chỉ mây gì đó. Em không thoại gì đó, em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên, thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Phải đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì em hay viết SST buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn hò ra gặp ở ngoài chùa bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao.
rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền, lại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi, chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa đó. Thì được cái chù linh, chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi, an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á, đi luôn thôi. Em dễ sợ quá Nam đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa, thôi anh nhận em làm em gái anh, rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian, dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Nguyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em ở ngay Thủ Dầu Một anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái, mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà em gái tôi ơi ôm. Bả nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn chạy lên đây ông nhận tôi làm em gái bộ làm như thiếu em gái mà. Bây giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm, mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng bộ đau lưng hay sao vô trong đó chi vậy. Thôi kệ, cũng vô cà phê võng vô ngồi, cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái võng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái võng rồi ngủ vô đây chi. Tức sao lại này má bị lẳng lãng, sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái võng. Cái tức quá nằm võng này kêu suy nghĩ rồi giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy là cũng nói hết rồi mà cũng sao xạo ra. Em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi, để đứng đây cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu gì đó. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà ngủ mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó, mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy ủa sao mình giống con mển vậy, tự nhiên vô đây tự nhiên cái bả gài mình vô cái thế này không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh gì không, sao là cà phê giọng? Phải do là lúc đó em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy cái mặt ổng luôn, ổng cứ chạy, ổng không có quay qua làm gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là cái xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe qua, em thấy cái quán cà phê cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê mình càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc đó em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế đó. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu không biết. Phải alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu. Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô nó sợ ma lắm. Bà không thiệt lòng, nó thôi vậy thôi thì em lên em có em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm giữa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là em không sợ, tại vì lúc đó ở đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ổng kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm, nhát. Ông nói bà này bà làm gì thu vậy?
Bà tránh có xa tôi. Nói, có nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Yeah. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. À. Vậy đứa vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai, có luôn. Đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta? À. Là quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Trường ngoài cái đầu quay ra nói, chồng ơi, chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ cái này, tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ. Nghiêm túc. Dạ. Cái rồi... Em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà, lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao? Em nghe em khóc luôn. À. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói, thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt tổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ơi cái bụng, trời không, bụng lùm cái bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ ba rồi phải không? À, chỉ luôn, wow. Ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ, tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, này nhiêu rồi? Dạ, ba, đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ, đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm, các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là dạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy, em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở, rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like luôn mà, chồng gắng làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo, ông gì đây, tụi em lý gì lý vậy? Tự nhiên là chưa gì lý gì, phải có lý do chứ, lý gì? Để tôi về, chạy về tới nơi ông trả lời đi, cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật ông kêu ai là bà xã? Cái bà đưa nguyên clip bà coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao nè? Cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi, giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời ơi, y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi, mà chỉ nghe cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Và đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ ơi. Là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ. Cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã rồi đó cái cô xỉn rồi rõ nào cướp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào ly dị có câu làm hoài ly dị ly dị nữa. Trời ơi trời tức quá mà ra cãi không được. Trời ơi cô biết này là ai đâu, vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì, chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe, lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn, lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó, tức đột quỵ đó em, cái lần xỉu đó luôn ngay đó đột quỵ luôn. Em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn. Mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó. Thì sao dạ sao? Lúc đó em khóc ở nhà em khóc, em khóc hết nước mắt, em mới sanh đứa bé sau có 1 tháng à, nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á, xuống thăm ổng được, ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy, em cũng không biết làm sao hết. Mà giờ em đi không có được, tự nhiên có em mình em hai đứa nhỏ đó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không còn 1 tháng à, thì cũng may coi như là trời thương đó đúng không? Trời thương đó chứ thương. Nếu như mà lúc đó nằm mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình là chết mà, ta là chết luôn ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại. Nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Phải sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em nó quyền, có tật xấu gì không?
ổng có thật sao ít cũng ít chứ không có nhiều. Chưa? Thì em nói thiệt, ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái khẩu trang tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình ổng vậy. Trời ơi, nó tắt thở gì đó, vài lần rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không, ít lắm. Ừ, lần đó nó hứa rồi. Nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thì thuốc luôn. Bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu, cái đó là cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè? Có bê bối, có bừa bộn, bừa ăn bộn, ở có bê sạch bối sẽ là, không? Là, hay là ở dơ là như nào? Ở dơ coi dơ. Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo giục ra, giục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, tự hai chồng thích nấu ăn. Nấu ăn ngon không? Nấu ngon. Mỗi lần nấu là hai chồng cái lộn. Cái sở thích ổng khác, ví dụ em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hờn với nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Giận lắm. Không thích là vali, đồ đạc bỏ vô. Bỏ vô đi. Đi. Mà đi ra tới cửa không kêu lại tụi quay vô. Y chang vậy luôn đó. Tụi quay vô. Dạ. Thiệt. Có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nè? Nhấp coi xem có kêu hay không. Có kêu hay không. Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó, dạ, có vài lần. Mấy lần trước kêu, thôi chồng ơi, đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn. Cảm thấy lên, lần này thôi nha. Đó. Lần này thôi nha. Là vô là vợ chồng về. Làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi luôn. Sao, có sao? Bữa em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi, ông cái nhắc lần đó nào lỗi đi là của em hay là của ai? Hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em bực bội quá em nói sao lần nào cũng vậy, mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo rồi lấy quần áo một bên rồi để vô đi, cái em không thì mang nỉ nữa, cái ông thấy em năn nỉ cái ông càng hốt vô, em nói rồi đi kêu taxi giùm cho rồi đi. Em nói dạ. Sao đi được rồi, đi mất vợ sao? Ông đi ra tới quay vô liền. quay vô mà cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô mặt hàng lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời mà, kiếm hoài luôn không biết kiếm gì luôn. Bớ, điện thoại rồi tùm lum rồi ghét rồi bị lờn rồi không cho đi luôn mà muốn chơi chiêu thác. Mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè, ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn ở trên mạng về. Ôi em sợ chết, em kêu trời ơi, ba bị gì thấy ba chưa? Ba thấy nam chiêu bị gì cô chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu mà em nghe thấy order nữa sao rõ ràng dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị, nghĩa là thấy à, sợ rồi cúp máy. Bao nhiêu cái gì, ba ngày ba tiếng thôi, thôi ba ngày rồi, ba ngày tôi chết luôn sao cúp máy. Trời em sợ quá trời, sợ liền luôn. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời đó, ơi trời. Mặt dữ lắm mà nói thiệt luôn mà. Cái em đại cái năng nỉ thôi chồng ơi, vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cùng của Nam ơi nè. Thiệt. Ơi dễ thương quá. Rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực. Ý là thủ tục vậy đó. Có nực nữa không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt chăm hai cái coi là em lăn ra em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận lại dọn đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có vali của nhà em là lúc nào ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thực sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bả dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bả sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bả vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Thôi em cứ ôm ra rồi cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng. Trời cái ơi, sao đâu Nguyên, đứng lên nựng thử không Nguyên. Làm y như. Đây, nựng đi. Đó, nựng đi. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm dù. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thấy em đó, là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ.
Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu, đúng không? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ ạ. Chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên, cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á, là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận, chứ không phải là 4-5 năm hay 1-2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi. Mà cố gắng bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái pha ly. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nặng. Đứt cứng như cây củi vậy đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe.